Minh chính thức gửi lời xin lỗi đến khán giả và tuyên bố từ nay về sau sẽ không bao giờ nhận đại diện hình ảnh hay quảng cáo cho bất kỳ ứng dụng bóng đá nào nữa. Bà Phương Hằng bị kiện, đòi bồi thường 1.000 tỷ đồng. Đoạn video clip khui sầu riêng gây uất ức nhất trên TikTok vì tưởng có lộc ăn nhưng nhìn thấy muối sầu riêng, chính chủ chỉ biết lắc đầu. Duy Mạnh cà khịa từ thiện, lại bên Hoài Linh giữa ồn ào. Hoài Linh lộ vẻ gầy gò, tiêu tụy giữa lúc vướng ồn ào,